Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Hơn 200 coureur tham gia đua đường trường giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia. Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai giành giải nhất hội thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2023. Xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên đề xuất được bảo tồn diện tích quế 40 năm tuổi gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Sáng tạo trong dạy học chương trình giáo dục địa phương. Tin quốc tế, lốc xoáy gây thương vong tại Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 12, tại Quảng trường Văn hóa Dân tộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã khởi tranh nội dung đua đường trường trong khuôn khổ giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia Hồng Hà Trung Quốc, Lào Cai Việt Nam năm 2023. Tham gia nội dung đua đường trường có 205 vận động viên, trong đó 98 vận động viên người Việt Nam, 107 vận động viên người Trung Quốc. Các vận động viên được chia thành 5 nhóm tuổi nam và nữ. Các vận động viên xuất phát tại Quảng trường Văn hóa Dân tộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Sau khi hoàn thành 10 km bên phía Trung Quốc, các vận động viên đã đua 70 km bên phía Việt Nam. Ngay từ khi xuất phát, người hâm mộ đã được theo dõi những pha bứt tốc cạnh tranh quyết liệt của các vận động viên. Tuy nhiên, với sự xuất sắc cùng chiến thuật hợp lý, các tay đua của Trung Quốc tiếp tục thống trị ở nội dung đua đường trường khi giành chiến thắng ở 4 trên 5 nội dung của cả nam và nữ. Sáng ngày 10 tháng 12, tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức hội thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá, sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên thanh niên năm 2023. Hội thi có sự tham gia của 10 đội thi đến từ các đơn vị đoàn trực thuộc tỉnh đoàn Lào Cai. Các đội trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức và sáng kiến với hình thức thuyết trình, trắc nghiệm và sân khấu hóa. Với sự sáng tạo, nắm chắc kiến thức, các đội thi đã đưa ra nhiều ý tưởng, giải pháp thiết thực để tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, giải nhì cho đoàn trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú và Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai. Giải 3 thuộc về đoàn cơ sở thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh và đoàn trường Trung học phổ thông số 3 thành phố Lào Cai. Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải khuyến khích và 2 giải chuyên đề cho các đội thi. Với những sáng tạo trong công tác hội, chị Vi Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, vừa vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biểu dương là một trong 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi trên toàn quốc. Những cuộc đi cơ sở như thế này là việc làm thường xuyên của chị Vi Thị Bích Hạnh, vừa để nắm bắt, trao đổi thông tin, bàn bạc các chương trình, kế hoạch công tác, vừa để động viên cán bộ phụ nữ tại cơ sở. Cũng chính từ những chuyến đi như thế, chị Hạnh tìm ra được giải pháp để giúp đỡ hội viên khó khăn một cách hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, thông qua vận động hội viên và huy động xã hội hóa, Hội Phụ nữ phường Pom Hán đã hỗ trợ 3 gia đình hội viên khó khăn xây nhà mái ấm tình thương trị giá 83 triệu đồng và giúp gần 100 công lao động. Cá nhân tôi thì cũng luôn là phát huy tính vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu để thực hiện tốt trong công tác hội và cũng như là các nhiệm vụ của hội, và từ đó thì cũng đã tổ chức họp các cuộc họp ban chấp hành để từ đó huy động hội viên phụ nữ để tham gia các hoạt động như là nuôi lợn nhuận tiết kiệm hay là các mô hình công trình phần việc để giúp đỡ cho hội viên phụ nữ khó khăn để phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện chỉ thị số 03 của Thành ủy Lào Cai nhằm xây dựng thành phố sáng xanh sạch đẹp, chị Vi Thị Bích Hạnh đã họp bàn với các chi hội, đề xuất và triển khai các phần việc phụ nữ phù hợp với thực tế của từng chi hội. Kết quả là hội viên phụ nữ phường Pom Hán đã thực hiện được 32 công trình nhỏ như làm đường bê tông ngõ xóm, liên gia, trồng hoa, làm bờ kè, tường rào, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. 15 trên 15 chi hội xây dựng mô hình thu gom phế liệu, bảo vệ môi trường. Đồng chí rất là nhiệt tình, năng động,
sáng tạo về tất cả các cái hoạt động của tỉnh, thành phố cũng như là của phường giao cho thì đồng chí luôn luôn bám sát. Có những cái rất là khó khăn thì đồng chí lúc nào đồng chí cũng nhận về đồng chí đấy. Chúng tôi rất là yên tâm khi mà phân giao nhiệm vụ cho đồng chí Hạnh, cho cá nhân đồng chí Hạnh và cũng như là cho tập thể Hội Liên Phụ Nữ của phường Bom Hán. Bởi vì ở đây thì không chỉ có thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của một đồng chí chủ tịch. Và trong quá trình nhận nhiệm vụ thì có những nội dung mà các đồng chí có thể nói rằng rất là sáng tạo và từ đó thì có những cái phong trào nổi bật. Chị Vi Thị Bích Hạnh đã hai lần được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen. Đây là động lực để chị tiếp tục phấn đấu, làm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Ngày 9 tháng 12 tại thị xã Sapa, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai phối hợp với Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp tỉnh, Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Kịch bản phiên tòa giả định dựa trên vụ án có thật với tình huống xét xử 3 bị cáo có hành vi mua bán vận chuyển 7 cá thể TT là loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên 3 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm theo khoản 2, điều 244 Bộ luật hình sự. Thông qua phiên tòa giả định, giúp đoàn viên thanh niên và nhân dân hiểu được việc săn bắt trái phép TT nói riêng, động vật rừng nói chung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường. Xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên có tổng cộng 1.500 hectare quế hàng hóa, trong đó có khoảng 200 cây quế lâu năm cho giá trị kinh tế rất cao. Mới đây, Cam Cọn đã đề nghị được bảo tồn diện tích quế này để phục vụ mục tiêu phát triển du lịch nông nghiệp. Tập trung ở thôn Báo 2, xã Cam Cọn, khoảng 200 cây quế có tuổi đời khoảng gần 40 năm. Thời điểm giá quế lên cao, bình quân mỗi cây có giá trị gần 30 triệu đồng. Hướng tới mục tiêu phát triển du lịch, đem lại nguồn thu bền vững hơn cho bà con nông dân. Mới đây, xã Cam Cọn đã đề nghị xin được bảo tồn 200 cây quế lâu năm này, cùng diện tích rừng quế gắn liền bao quanh khoảng 5 hectare. Tuy nhiên, do cây quế không nằm trong đối tượng cây lâm nghiệp cần bảo tồn gìn giữ, nên cơ quan chuyên ngành và địa phương chưa tìm được hướng giải quyết. Cam Cọn là địa phương duy nhất của tỉnh hiện giữ được những cây quế nhiều năm tuổi, đặc biệt giá trị. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu xuống miền Bắc, đêm về sáng ngày 12 tháng 12, Lào Cai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 2 ngày, tâm điểm mưa nhiều khả năng tập trung tại các huyện Mường Khương, Simacai, Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà, Bát Sát và thành phố Lào Cai. Không khí lạnh tăng cường gây nhiệt độ thấp nhất giảm xuống từ 17 đến 19 độ C, vùng cao dao động khoảng 14 đến 16 độ C, thị xã Sapa từ 12 đến 14 độ C. Thời tiết chuyển xấu dễ xảy ra các hiện tượng cực đoan nguy hiểm, vì vậy người dân trong toàn tỉnh cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh khi trời có mưa dông. Vùng núi cần đề phòng mưa lớn cục bộ trái mùa có thể gây lũ quét bất ngờ, sạt lở đất đá, đặc biệt là tại các khu vực núi đồi đang san gạt lấy mặt bằng xây dựng các công trình, các tuyến đường đang sửa chữa hoặc mở mới. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc và có vị trí tương đương với một môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các nhà trường đã sáng tạo, linh hoạt trong dạy học giáo dục địa phương, phù hợp thực tiễn trong giảng dạy nhằm đem đến sự hứng thú đối với các em học sinh, qua đó khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về truyền thống, lịch sử của quê hương mình. Tiết học giáo dục địa phương hôm nay, học sinh trường Trung học cơ sở Nam Cường được tìm hiểu về trang phục truyền thống của người Mông ở Lào Cai. Cán bộ bảo tàng tỉnh trực tiếp tới lớp giới thiệu về nét đẹp và ý nghĩa của bộ trang phục này khiến giờ học càng trở nên thú vị. Em cảm thấy rất là thích thú khi được nhìn thấy những hoa văn và chi tiết sặc sỡ như này. Qua phần giới thiệu của các cô thì em hiểu là người dân tộc thường dùng sáp ong để làm lên những chi tiết trên hoa văn và ngoài ra người ta còn dùng màu để nhuộm vải để thêm sặc sỡ hơn ạ. Trong cái quá trình mà các bạn học lý thuyết mà các bạn được tiếp xúc với hiện vật thực tế, các bạn rất là hào hứng, rất là thích thú và có một cái điều là để tạo cái động lực cho chúng tôi là sẽ đến giảng dạy ở các trường nhiều hơn. Trường Trung học cơ sở Nam Cường là trường học đầu tiên ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục với Bảo tàng tỉnh.
Theo đó, ngoài việc đưa học sinh đến trải nghiệm tại bảo tàng, thì 1/3 số tiết môn học giáo dục địa phương của nhà trường sẽ do cán bộ, nhân viên bảo tàng tỉnh phụ trách, trực tiếp truyền đạt kiến thức về lịch sử, văn hóa cho học sinh. Em đi học giáo dục địa phương theo kiểu là một môn hoạt động trải nghiệm. Đi trải nghiệm cũng là chúng em vừa được chơi và vừa được học, hiểu biết thêm về rất nhiều điều của dân tộc và của quê hương mình. Gần 2 năm phối hợp với Bảo tàng tỉnh Lào Cai thì hiệu quả mang lại đối với môn giáo dục địa phương thực sự là có hiệu quả. Truyền cho học sinh cái cảm hứng cũng như là cái yêu thích môn học. Qua đó thì học sinh cũng có thêm cái hiểu biết về địa phương, về truyền thống cũng như các đặc sản, các món ăn vùng miền hay các nghề của địa phương Lào Cai. Từ đó thì các em có thể có thêm cái tình yêu quê hương. Với môn giáo dục địa phương, hiệu quả nhất là khi các em được trải nghiệm hòa mình trong không gian văn hóa cụ thể. Từ đó khơi gợi sự hứng thú, giúp mỗi bạn nhỏ hiểu và biết trân quý, tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương mình. Thông qua đó cũng từng bước trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về kinh tế xã hội, môi trường, hướng nghiệp của địa phương một cách linh hoạt sáng tạo. Tiếp theo chương trình, Đồng Tháp sẵn sàng cho festival hoa cây cảnh đồng bằng sông Cửu Long. Triệt phá tổ chức sản xuất tiêu thụ tiền xu giả ở châu Âu. Tại thành phố Đà Nẵng, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai mới tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao trạm đo mưa và tháp cảnh báo lũ tự động chuyên dùng phục vụ cảnh báo sớm mưa lũ tại cộng đồng cho các địa phương trên cả nước. Được tài trợ từ Quỹ Thiện Tâm, dự án triển khai lắp đặt 80 trạm đo mưa tự động hỗ trợ cho 9 tỉnh với giá trị hơn 3 tỷ đồng. Lắp đặt 10 tháp cảnh báo lũ tự động tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng. Thông qua trạm đo mưa và tháp cảnh báo lũ, các địa phương sẽ theo dõi được lượng mưa hàng ngày, nhận tin nhắn cảnh báo mưa vượt ngưỡng, từ đó có cơ sở để điều hành công tác phòng chống thiên tai. Đến nay, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã lắp đặt được 843 trạm đo mưa tự động và 16 tháp cảnh báo lũ tự động cho cộng đồng tại 48 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hưởng ứng tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, Sở Du lịch thành phố vừa giới thiệu 17 sản phẩm du lịch đường thủy, trong đó nhóm sản phẩm du lịch đường thủy thường kỳ gồm 7 tuyến, 10 tuyến thuộc nhóm sản phẩm du lịch đường thủy mới. Một số tour đường thủy người dân và du khách có thể trải nghiệm như tour Hoàng hôn trên dòng kênh Huyền Thoại từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày trên tuyến kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, quận 1, quận 3, Phú Nhuận. Tour khám phá đô thị mới bên dòng kênh Xanh, dọc rạch Đĩa, quận 7, Nhà Bè, các tour ngắm cảnh sông Sài Gòn, tour đi địa đạo Củ Chi, tour du lịch Cần Giờ. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có gần 47 chương trình tour gói sản phẩm của hơn 18 doanh nghiệp du lịch kinh doanh dịch vụ vận chuyển phương tiện đường thủy. Chưa đầy một tháng nữa, festival hoa cây cảnh sẽ diễn ra tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây là festival hoa kiểng đầu tiên được tổ chức ở đồng bằng sông Cửu Long. Mọi công tác cho sự kiện này đang được tích cực thực hiện. Khu vực công viên thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nhiều máy móc và công nhân đang khẩn trương hoàn thành công trình nâng cấp quảng trường thành phố thành không gian chính tổ chức festival hoa kiểng. Công trình có tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng trên diện tích hơn 7 hecta với rất nhiều hạng mục. Từ các quảng trường và những cái công việc trang trí hoa kiểng và các cái nhà vườn thì đến thời điểm này chắc khoảng trên 80%. Còn các bước còn lại thì sẽ cố gắng để làm sao hoàn thiện trước 20 tây tháng 12. Festival Hoa Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024. Chuẩn bị cho sự kiện này, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc phát động phong trào nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa. Chính quyền địa phương cũng đặt hàng nông dân trồng hơn 206.000 giỏ hoa các loại để phục vụ trang trí. Các khu điểm cũng với một số hộ bà con thì cũng đã chỉnh trang lại các cơ sở vật chất và tăng cường thêm, đầu tư thêm, xây dựng mới thêm mấy cái tiểu cảnh, trồng thêm nhiều hoa và đường xá thì thấy bà con cũng đang chỉnh trang lại để nhà cửa, cổng chào cho sạch đẹp để chào mừng cái sự kiện này. Bên cạnh cơ sở vật chất, địa phương cũng mở các lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp cho trên 120 chủ các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, lực lượng tình nguyện viên. Với hàng loạt sự kiện,
như trưng bày, triển lãm sản phẩm hoa kiểng, sản phẩm OCOP, tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng sẽ giúp quảng bá ngành hàng hoa, thúc đẩy du lịch. Đây là cái sự kiện tỉnh tổ chức lần đầu. Tỉnh rất là kỳ vọng. Thứ nhất là nó phát huy được cái giá trị, cái làng hoa 300 năm tuổi của tỉnh là cái làng hoa lớn nhất miền Tây và tôn vinh cái người trồng hoa kiểng của Đồng Tháp. Dịp này, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp cũng ra mắt 4 tour du lịch quảng bá xúc tiến du lịch Đồng Tháp. Đây cũng là sự kiện được chờ đón vào dịp Tết Dương lịch năm 2024 ở đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp tục chương trình là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP28 diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Các đảo quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quyết liệt cắt giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hướng đến năng lượng tái tạo. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu của quốc đảo cho rằng để COP28 thành công, các nước cần đưa ra cam kết cắt giảm mạnh nhiên liệu hóa thạch và hướng đến năng lượng tái tạo. Theo thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu, các quốc gia sẽ cố gắng giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C nhằm tránh dẫn đến những tác động không thể đảo ngược. Để đạt được mục tiêu này, thế giới cần phải cắt giảm một nửa lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030 và về mức không vào năm 2050. Kể từ đầu tháng trước, hàng nghìn xe tải đã mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Ba Lan và Ukraine do các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần của giới tài xế xe tải Ba Lan nhằm phản đối sự ưu đãi của Liên minh châu Âu EU dành cho các đồng nghiệp người Ukraine. Ba cửa khẩu và nhiều cảng hàng hóa tại khu vực biên giới giữa Ba Lan và Ukraine vẫn bị giới tài xế xe tải Ba Lan phong tỏa, khiến mỗi giờ chỉ có vài xe tải chở hàng từ Ukraine được thông quan, trong khi khoảng 3.300 xe tải phía Ba Lan cũng phải xếp hàng để chờ đến lượt vào Ukraine. Sau khi xung đột giữa Ukraine và Nga nổ ra, EU bắt đầu nới lỏng hạn chế với các công ty vận tải của Ukraine, cũng như cho phép lái xe người Ukraine được tự do xuất nhập cảnh, cũng như được ở lại 50 ngày tại các nước EU. Cảnh sát Italia thông báo nước này vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm có tổ chức và bắt giữ 4 cá nhân bị cáo buộc làm giả tiền xu euro. Thành công của chiến dịch này có sự góp phần từ cơ quan cảnh sát châu Âu Europol. Quá trình điều tra được khởi động từ ngày 10 tháng 4 năm 2021, khi lực lượng hiến binh Italia bắt giữ 2 đối tượng sở hữu hàng trăm đồng tiền xu giả in mệnh giá 2 euro. Sau thời gian dài điều tra, cơ quan thực thi pháp luật Italia đã bóc rỡ tổ chức tội phạm hoạt động trực tuyến, chuyên bán xu euro giả với giá bằng một nửa tiền thật và nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Việc vận chuyển xu giả cho người mua được tiến hành thông qua dịch vụ bưu chính quốc tế tư nhân. Đã có 12 cuộc khám xét được tiến hành tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn Italia, thu giữ hơn 100.000 đồng xu giả, tiền giả cùng với máy ép tiền xu được sử dụng trong quá trình sản xuất. Ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người đã bị thương sau khi cơn bão lớn mang theo lốc xoáy kinh hoàng quét qua nhiều khu vực ở miền Trung nước Mỹ. Nhà chức trách địa phương cho biết có 3 người, trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng. Ngoài ra 23 người đã bị thương và được đưa tới các bệnh viện gần nhất để chữa trị. Trong đó có 3 người không qua khỏi. Cảnh sát cho biết lốc xoáy hoành hành vào khoảng 2 giờ chiều. Người dân được yêu cầu ở trong nhà để tránh nạn. Hơn 80.000 khách hàng đã bị mất điện, trong khi gió giật và thổi bay nhà cửa xe cộ trên đường. Nhà chức trách đã dựng khu lều tạm khẩn cấp ở một trường trung học địa phương. Lốc xoáy xảy ra khá thường xuyên tại Mỹ. Cách đây 2 năm, thiên tai cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 80 người riêng tại Kentucky. Quý vị và các bạn thân mến, khu du lịch Na Hàng trải dài dọc theo hai huyện Na Hàng và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Nằm cách vị trí trung tâm thành phố trên 100 km. Nơi đây gây ấn tượng với du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, chứa đựng nhiều nét hoang sơ. Với 8.000 hectare mặt nước, xung quanh là núi đá vôi đồ sộ, rừng nguyên sinh xanh thẳm được mệnh danh là Hạ Long giữa đại ngàn. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của Na Hàng trong một góc nhìn cuộc sống hôm nay.
Những hình ảnh trong một góc nhìn cuộc sống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.